mang đến trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Đây là một khóa học mà hiện nay rất là hot cũng như là được rất nhiều người quan tâm. Các bạn làm về ngành dịch vụ, ngành nhà hàng, khách sạn, những ngành có liên quan đến việc phục vụ và chăm sóc khách hàng, bán hàng đều cần phải chú ý đến cái kỹ năng liên quan đến việc nâng cao được cái trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Việc chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng đã trở nên quá quen thuộc, tuy nhiên là nâng cao cái trải nghiệm của khách hàng khi khách hàng được chạm đến cái cảm xúc và khách hàng hiểu được rằng mình được doanh nghiệp quan tâm như thế nào, được các bạn hỗ trợ họ để giải quyết các vấn đề của họ nhanh chóng và thấu đáo như thế nào. Thì qua khóa học này các bạn sẽ được học những kỹ năng rất là cụ thể, rất là thực tế để mà có thể phục vụ khách hàng của mình tốt hơn và chạm được đến trái tim của khách hàng mình nhiều hơn. Tôi tin rằng với một khóa học một ngày hoặc là hai ngày, tùy vào cái công việc, tùy vào cái tính chất công việc, tùy vào cái sản phẩm, tùy vào cái ngành hàng mà của mỗi một đơn vị, chúng ta sẽ có những cái nội dung về kỹ năng mềm giúp cho những người làm về công tác chăm sóc khách hàng của nhân năm, những người làm công việc liên quan đến công tác chăm sóc khách hàng sẽ nâng được cái tầm của mình lên một cái tầm cao mới để chạm được đến cái cảm xúc mà ngày nay khách hàng rất là quan tâm. Sau Covid-19 thì tình hình kinh tế sẽ còn mất một khoảng thời gian rất dài để khôi phục, và thói quen tiêu dùng của khách hàng, thói quen sử dụng dịch vụ của mọi người cũng đã có nhiều sự thay đổi. Chính vì vậy cho nên kỹ năng của chúng ta cũng phải cần nâng cao, và hy vọng rằng sẽ được gặp các bạn trong cái chương trình về nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng.